tâm tương ưng với thầy. Trưởng lão Thích Thông Lạc: Con biết không, các em mà nó nghèo đó, nó chịu khó lắm mấy con, nó ráng nó học, rồi nó phải đi làm thì nó sống. Đó là cái học mà nó còn tích cực như vậy. Còn ủng hộ chúng ta là tích cực trong cái sự làm chủ bệnh tật của chúng ta, mà tại sao chúng ta không tích cực như các em học? Chỉ có mấy em lười biếng là nó sẽ không lên đại học, nó học nổi thôi. Chứ còn mấy em mà siêng năng thì người ta thấy các em nó siêng năng mà năng nổ học tập vậy đó, thì các nhà từ thiện người ta sẽ giúp đỡ, thì giúp đỡ cho các em nào. Còn mình cũng vậy, mấy con mà siêng năng được, giao cảm được thầy thì trợ giúp liền chứ đâu để bỏ các con em. Cho nên thấy các em mà học sinh mà nó siêng năng, nó học mà nó nghèo thì các nhà từ thiện người ta sẽ bỏ ra, người ta giúp các em. Cuối cùng nó lên đại học, nó cũng trở ra thành những người hữu dụng cho xã hội, hữu ích cho bản thân nó, lợi ích cho xã hội. Chứ người ta đâu có bỏ. Chỉ có mấy đứa lười biếng là thôi đi về cày ruộng đi thôi, chịu thôi. Tại vì không học ai làm sao làm được. Còn mấy con lười biếng ai làm sao cứu mấy con. Nhưng mà mấy con nỗ lực, mấy con nhiệt tâm, mấy con tu thì mấy con sẽ giao cảm được thầy. Mà giao cảm được thầy thì bất cứ ở chỗ nào thầy cũng biết hết. Thầy trợ lực mấy con. Cũng như bây giờ mấy em nó siêng năng học tập, nỗ lực trong cảnh nghèo vẫn cố gắng học tập, thì các nhà từ thiện người ta sẽ cảm động trước cái sự năng nổ đó. Còn mấy con trước cái sự năng nổ của mấy con làm sao thầy không giao cảm được? Bởi vì mấy con giữ được cái tâm bất động của mình thì tức là nó tương ưng với thầy rồi, thì mấy con ở đâu thầy cũng trợ giúp mấy con. Nhưng mà mấy con không tương ưng được với thầy thì thầy cũng làm sao thầy giúp mấy con được hết. Cũng như một người chết đuối mà đưa tay thì người ta mới lôi lên được chứ. Chết đuối gì mà co tay co chân thì chịu thôi, ai cũng được. Các con hiểu điều đó. Mấy con phải đưa tay người ta dớt mấy con lên liền tất cả. Nhưng mà dớt thì phải, nó phải tương ưng đúng mấy con. Cố gắng giữ cái tâm bất động đó thì ở chỗ nào cũng sẽ. Ví dụ bây giờ các con gặp cái hoàn cảnh khó, các con nói thầy ơi thầy cứu con. Khi mà tác ý câu đó rồi, kêu thầy cứu con thì các con giữ tâm bất động liền, thanh thản ăn lành vô sự. Mặc dù là cái hoàn cảnh rất ngặt nghèo, cái cơn đau rất quá đau khổ, nhưng mà giữ tâm bất động. Thì khi giữ tâm bất động thì nó tương ưng với tâm bất động của thầy, thì nó có một cái lực, thì cảm thọ mà đau đớn trong tâm mấy con bị giảm liền tức khắc. Đi cái lực của mấy con chưa đủ, nhưng mà tương ưng với cái lực của thầy nữa thì cái lực của mấy con nhiều lên, thầy nó đánh dẹp cái cảm thọ của mấy con, cái bệnh của con xuống liền tức khắc. Nhưng mà mấy con phải giữ được cái tâm bất động, chứ mấy con không giữ được tâm bất động thì không tương ưng với thầy, thì coi như nó không hợp nhau thì nó không có lực. Mấy con cứ rên là không, có biết đau không thì thôi thầy cứu không được. Các con hiểu chưa? Các con hiểu cái đó phải tương ưng thôi. Thầy nói như vậy để nhắc nhở mấy con trong hoàn cảnh nào, chẳng hạn bây giờ trong hoàn cảnh gia đình của mấy con có gì khó khăn, mấy con kêu thầy ơi cứu con, xong giờ con không mù mờ quá, con không sáng suốt gì hết, thì bắt đầu con giữ cái tâm bất động đi, giữ tâm bất động tương ưng với thầy. Bỗng dưng trong cái trạng thái bất động đó, con mới phóng ra một cái niệm phải giải quyết như thế này, thì con giải quyết êm re, gia đình con hạnh phúc mà. Nó sáng suốt liền mấy con, nó tương ưng được cái từ trường bất động của nó. Khi dù mà thầy ở đây thì giữ được cái tâm bất động của thầy, cái từ trường nó phủ khắp hết cái hành tinh, chứ không phải là có ở đất nước Việt Nam. Cho nên ở đâu bất động là nó tương ưng ngay liền, chứ không ai cái từ trường đó, nó chỉ có thầy ở đây, thầy chỉ phóng có như cũng như bây giờ Đức Phật ở bên nước Ấn Độ chứ gì, chứ đâu phải ở Việt Nam đâu. Nhưng mà cái hình ảnh của Phật, cái từ trường của Phật, cái sự tu tập, cái lời của Phật nó còn ở trên cái không gian này, chỗ nào nó cũng có. Thầy ở Việt Nam mà thầy cũng bắt nó được, chứ nào phải thầy phải qua Ấn Độ thầy mới bắt được cái từ trường đó đâu. Coi nên nó phủ cùng khắp ở trên cái sự sống của tịnh, cái từ trường đó nó phủ khắp. Cho nên một cái người mà người ta tương ưng thì người ta bắt được nhau hết. Mấy con thấy nó di diệu vô cùng vậy. Chứ mấy con tưởng là bây giờ thí dụ như mình nói tiếng nói, thầy nói tiếng nói đây, cái từ trường mà tiếng nói của thầy nó phủ hết cái hành tinh. Dù là một người ở bên Liên Xô họ cũng nghe được tiếng nói của thầy khi họ bắt. Chứ đâu phải ở đây chúng ta nghe đâu, mà ở bên đó nó nghe. Nghe được, nó xa vậy chứ mình nghe được. Tại vì khi mà phóng ra cái từ trường phóng ra thì nó phủ hết. Cũng như cái không khí mà nó phủ hết cái địa cầu của chúng ta vậy. Nó chỗ nào nó cũng có, nó là cái từ trường. Cho nên mấy con thấy tu hay quá mà. Phải nỗ lực mấy con. Về nỗ lực tu thầy nó quyết tâm là phải được thôi. Cái người nào nhiệt tâm là phải được. Cho nên theo thầy phải ráng. Đời khổ quá, không tu thì ai cứu khổ cho mình, chỉ có mình cứu mình. Đơn giản lắm mấy con. Thầy nói mấy con vậy, có như lý tắc ý, có như phương pháp. Mấy con sẽ đọc cái tập 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, rồi đọc cái tập những chặng đường tu học cho người cư sĩ, cách thức dạy, cách thức mấy con sống ở trong đó. Mấy con đọc kỹ rồi mấy con sống, rồi mấy con dùng 19 cái đề mục tu tập này, mấy con chọn lấy một cái đề mục đầu tiên, mấy con chọn lấy cái đề mục
là cái đề mục để đối trị bệnh thân của mình, an tịnh thân hành. Mấy con tập một cầm chỉ có nhiêu đó thôi, rồi mấy con sống ở trong cái những cái chặng đường tu học cho người cư sĩ thì mấy con sẽ sống ở nó dạy phải thọ bát quan trai, giữ tám giới, ngầm năm giới như thế nào thế nào, mấy con giữ tròn vẹn, mấy con tập hiệu quả lắm. Chứ mấy con giữ giới mấy con tập nó không có hiệu quả. Giới hàng đầu mà giữ giới tròn vẹn rồi thì bắt đầu tập là có đủ lực rồi.